phòng kiểm kê ngân sách Quốc hội CBO cho biết thâm thủ ngân sách sẽ vượt 1.000 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020. Thâm thủ ngân sách Hoa Kỳ sẽ đạt đến con số là 1.000 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020, tức 2 năm sớm hơn dự kiến. Và các chương trình cắt giảm thuế và gia tăng chi tiêu của chính phủ Trump vẫn không thúc đẩy kinh tế Hoa Kỳ nhanh chóng trên đường dài được. Đó là những dự đoán do Văn phòng Kiểm kê Ngân sách Quốc hội đưa ra vào ngày hôm nay. Và theo đó thì con số chi xài sẽ vượt qua con số thu vào là 804 triệu Mỹ Kim trong niên khóa tài chính sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 của năm nay, tức cao hơn con số dự đoán là 563 triệu Mỹ Kim. Đối với năm tài chính năm 2019 thì thâm thủ ngân sách sẽ đạt được là 981 triệu Mỹ Kim với con số dự đoán trước đây là 689 triệu Mỹ Kim.